Chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi với nhau trong cái giáo trình học SEO nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ đi vào cái bài SEO on page. Chúng ta đã học cái bài nghiên cứu từ khóa trong buổi trước rồi. Thì nghiên cứu từ khóa này thì điều quan trọng nhất trong việc đầu tiên là chúng ta phải viết được cái tiêu đề của nó, phải chọn được cái tiêu đề của nó thật là tốt. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn đó là SEO là cách tối ưu trang web của mình với công cụ tìm kiếm Search. Và việc tối ưu đầu tiên đó chính là tối ưu tiêu đề hay tiêu ưu title hay chính là H1. H1 chính là heading của nó. H1 là yếu tố quan trọng nhất, là cái thẻ title đầu tiên. Thì tiêu đề sẽ xuất hiện ở hai nơi, và một nơi là ở trên thanh tìm kiếm và một nơi ở trên thanh tiêu đề. Yếu tố này nó cực kỳ quan trọng và Google sẽ đánh giá rất cao cái title này, sẽ đánh giá rất cao cái tiêu đề này, chính là cái H1. Đánh giá cực kỳ cao luôn. Thế là mỗi trang web phải có những cái tiêu đề khác nhau, phải có những tiêu đề độc lập, riêng biệt, mang cái tính chất lâu dài cho vấn đề SEO. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái yếu tố thứ nhất là xuất hiện ở hai nơi, đó là trên thanh tìm kiếm và trên thanh tiêu đề. Ở đây nó sẽ cho các bạn hiểu được cái nó xuất hiện ở trên thanh tìm kiếm như thế nào. Ví dụ tôi tìm kiếm sửa điều hòa Hải Phòng. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là đây chính là đây quảng cáo rồi không nói đây. Đấy, các bạn sẽ thấy đây này chính là nó xuất hiện trên thanh tìm kiếm đây. Đây là một cái tiêu đề và nó đã xuất hiện trên thanh tìm kiếm. Các bạn có thể thấy mình đang mở nó đây. Đấy, và nó phát hiện ra một cái bài viết sửa chữa điều hòa Hải Phòng ở đấy. Nó SEO rất là chuẩn. Đấy, các bạn thấy chưa? Làm SEO rất là chuẩn. Đấy, đã xuất hiện trên thanh tìm kiếm. Và nó xuất hiện trên chính cái thanh tiêu đề của nó. Đây là chính là thanh tiêu đề của nó. Chính là thanh tiêu đề của nó. Các bạn có thể thấy. Nó đang để đúng cái này, đúng thanh tiêu đề của nó. Đúng thanh tiêu đề của nó. Là cái cụm từ có cần SEO. Thì đấy chính là cái là yếu tố quan trọng của SEO. Đó là thanh tiêu đề sẽ xuất hiện ở hai nơi. Đó là thanh tìm kiếm và trên thanh tiêu đề của trang web. Cho nên các bạn viết tiêu đề của trang web, các bạn phải viết là thật là chính xác, thật là tuyệt vời. Ở đây mình sẽ mẫu cho bạn một cái bài. Đây là một cái blog của mình và mình sẽ viết một cái bài viết, và đây chính là cái bài viết của mình. Đấy, thì mình muốn làm một cái bài viết tại sao ma mới bắt nạt ma cũ này. Tại sao ma cũ bắt nạt ma mới. Thì mình sẽ cái này chính là tiêu đề của bài đăng, tiêu đề của bài đăng. Nhưng mà cái này nó không nhận là H1. Tiêu đề của bài đăng. Và bây giờ mình muốn cho và cái này trên thực tế thì nó đang là H1 các bạn. Cái này nó đang trên thực tế là H1. Đấy. Và mình dưới này mình đã có cái bài viết tiêu đề thứ hai. Nội dung thứ hai là cái ngụ ngôn để dẫn đến câu trả lời cho cái tiêu đề này. Thì mình cũng muốn cái tiêu đề này nó chính Google, chính cái code của Google. À, chính cái code block của Google sẽ nhận cái này là H1 các bạn nhé. Để mình và các bạn nhớ là cái yếu tố tiêu đề này là cực kỳ quan trọng. Đấy, do vậy là tiêu đề phải chứa từ khóa trong nó. Và mỗi trang web phải có tiêu đề khác nhau. Ví dụ ngụ ngôn là hai con chó hai con trâu, đúng rồi. Thì cái này nó chưa có SEO lắm, nó chưa có SEO lắm. Thì giờ mình phải nghĩ ra cái gì đó cho cái từ khóa nó hay hơn tí. Thì mình sẽ nghĩ thêm là mình sẽ cho ra thêm từ bài học cuộc sống. Đấy, bạn sẽ thấy là cái từ bài học cuộc sống này nó sẽ có nhiều người tìm kiếm hơn. Bây giờ mình sẽ lưu tạo vào đây. Đấy, đây là cái tiêu đề mình đã làm được nhá. Cái tiêu đề mình đã làm được. Đấy. Thì ví dụ, đây là cái ví dụ cho các bạn. Ví dụ các bạn làm một cái dịch vụ nào đó thì các bạn biết là ví dụ như các bạn viết cái tiêu đề của mình vào đây, sau đó các bạn mới nghĩ ra cái từ khóa SEO. Thì nghĩ ra một cái từ khóa SEO nó cũng không khó lắm, thì lần trước Lộc đã dạy các bạn nghiên cứu từ khóa rồi đúng không? Thì nghiên cứu từ khóa thì các bạn phải cho các từ khóa giàu từ khóa vào, như mình chiên thêm mà bài học cuộc sống là một cái rất là giàu từ khóa, cái đấy là sẽ có nhiều người tìm kiếm. Đấy, cái tiêu đề xuất hiện từ trái sang phải, dễ hiểu và hướng đến người dùng. Tiêu đề xuất hiện từ trái sang phải là người ta đọc thấy, người ta sẽ đọc thấy cái này từ trái sang bên phải, đúng không? Và người ta hiểu được ngay, không cần, đừng viết cái gì nó mờ ám, đừng, các bạn viết tiêu đề các bạn đừng viết cái gì nó khó hiểu, đừng viết cái gì nó ẩn dụ quá, nó
nó làm cho người ta khó đọc, với lại người ta không là tìm kiếm những cái từ khóa mà nó khó hiểu khó đọc nhé, hiếm khi lắm. Tiêu đề nên ngắn hoặc là tối đa khoảng 65 đến 75 ký tự. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái này đã được 65 đến 75 ký tự chưa. Mình nghĩ là nó phải vượt trên 80 rồi. Mình sẽ vào YouTube để kiểm tra này cho dễ. Bạn có thể thấy ở đây đấy là Google nó là anh YouTube anh thống kê cho mình đây là 61 trên 100 này. Đấy mình sẽ viết thử ở đây. Mới có 54 trên 100 thôi. Vậy là cái tiêu đề này nó vẫn còn khá là ngắn. Đấy, tiêu đề khá là ngắn. Đấy, khá là ngắn. Đấy, bạn nhìn này, 54 trên 100 khá là ngắn. Đấy. Thì chúng ta có thể tăng thêm cho nó một tí, ngụ ngôn hai con chó và hai con trâu và hai cuộc sống. Đó, tăng thêm nhưng mà lộc này chưa hiện tại chưa nghĩ được ra cái gì, thôi cứ tạm thời để như vậy nhé. Và trước bây giờ các bạn có thể sử dụng cái 5W1H, 5W1H. Ví dụ như các bạn viết là tại sao này, đấy chính là sử dụng why đúng không? 5W1H. Đấy, các bạn có thể sử dụng các when, what, where, how, why. Đấy, ví dụ như vậy các bạn sẽ thấy để làm thêm cho cái câu nó hay hơn. Ví dụ các bạn sẽ viết tại sao. Đấy, mà nhìn thấy tại sao này, có rất nhiều người tìm kiếm cái từ tại sao. Đấy, rất nhiều người tìm kiếm cái từ tại sao. Đấy. Đấy, là gì này? Bảo dưỡng điều hòa tiếng Anh là gì? Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, họ search cái từ bảo dưỡng điều hòa tiếng Anh là gì. Nó có rất nhiều cái như vậy thì các bạn áp dụng cái 5 công thức 5W1H này nó đã nói rồi đúng không? Ở đâu, khi nào, cái gì, là ai, đúng không? Làm như thế nào? Đấy. Bao giờ, thời gian khi nào đúng không? Đấy là cái mà các bạn cần phải học. Thì cái mà các bạn áp dụng xong cái 5W1H này thì các bạn sẽ sang đặt được cái tiêu đề cho mình rồi thì bạn sẽ sang một cái phần quan trọng nữa, đó là các bạn phải tối ưu mô tả. Thì mình muốn làm cái share cho cái video này, share cái video này thì trước mình chỉ cần dẫn mà thôi. Ở trong cái video này, ở cái mô tả của cái video này mình cũng chưa có cái mô tả tốt nhất cho cái video này, thì mình sẽ tạo ra cái mô tả rất là tốt để vừa viết ở cái blog này mà vừa viết ở cái YouTube. Trước đó mình sẽ copy sang thì ở đây mình sẽ viết một cái mô tả gì đó thật là hay. Thì sau khi các bạn đã đạt được cái tiêu đề của mình rồi thì bây giờ các bạn phải làm cái mô tả thật là tuyệt vời. Thì cái phần mô tả này là phần cực kỳ quan trọng. mô tả ấy, nó sẽ thường xuất hiện ngay bên dưới cái này này, cái tiêu đề này, các bạn nhìn này, với kinh nghiệm này, đấy các bạn nhìn chưa, bảo hành này, dài hạn này, đấy chính là cái mô tả này, dịch vụ này, các bạn nhìn chưa, đấy đây là những cái mô tả nó được xuất hiện ngay lên đây. Và người ta trong cái mô tả này, người ta viết số điện thoại các thứ vào đây thì các bạn cũng nên viết số điện thoại của mình vào đây để người ta có thể nhìn thấy số điện thoại người ta gọi ngay, không cần người ta phải 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 phải, phải kích vào nữa nhá. Đấy các bạn nhìn này, đấy mô tả này, đấy mô tả này, đấy mô tả này. Đấy các loại mô tả. Thế thì các bạn phải viết một cái mô tả rất là hay. Thì cái yêu cầu của cái việc viết mô tả chuẩn SEO thì các bạn phải nhớ này, mô tả phải chứa từ khóa chính và dài khoảng 160 ký tự, tránh copy sao chép và viết có tâm, hướng đến người dùng. Mỗi trang phải có mô tả khác nhau, mỗi trang phải có mô tả khác nhau. 160 ký tự thì nó rơi khoảng tầm 5 câu thì các bạn cứ viết khoảng 5 câu là ok, cứ viết khoảng 5 câu, 5 câu thôi, không cần quá dài. Và lặp lại từ khóa chính một lần, nhớ các bạn là chứa từ khóa chính lặp lại một lần thôi, tránh sao chép nhé, đừng ăn cắp người khác lắp vào làm gì. Và mỗi trang phải có mô tả khác nhau. Đấy, giống như tiêu đề chúng ta sẽ viết là đây mình sẽ cố gắng mình viết một cái gì đó để share cho bài này. Rồi, đó là cái phần mô tả của mình.
Các bạn có thể nhìn thấy cái phần mô tả của mình. Nó bị sao này nhỉ? Nó bị khấm bữa gì nhỉ? Đấy các bạn có thể mình sẽ code vào đây, code vào đây. Mình không biết cái kia đây bị sao nữa. Nó lên nào không đúng rồi. Sửa mô tả này. Bạn sẽ nhìn thấy ký tự này, ký tự của nó đây này. Các bạn có thể như thế này để đo ký tự 329 ký tự. Thì là cái mô tả của mình nó đang hơi dài, mô tả đang hơi dài. Mình sẽ cắt đường lên. Chỉ nên khoảng 160 đến 200 ký tự thôi. Mình đã biết là 300 ký tự rồi, 390 gọi là gần 400 ký tự. Thì các bạn có thể thấy là nó hơi dài, thì các bạn có thể thì bớt đi. Ví dụ mình sẽ bớt một câu này đi. Đấy, bớt một câu đi. Thế là sẽ, nó sẽ đỡ hơn một chút. Thế là được. Còn bớt quá thì nó sẽ mất đi cái nội dung của mình ban đầu. Xong, để cho nó như này. Đấy, các bạn. Thì đấy là cái phần mô tả của mình. Và đây là cái bài xem page là mình muốn chia sẻ các bạn. Thì nó sẽ dừng tại đây. Các bạn cố gắng viết cho mình cái tiêu đề này và viết cho mình cái mô tả, rồi tiếp sau và sau nữa sẽ học xong phần viết H2 nhá, sẽ viết H2 viết H2. Đấy thì các bạn thấy đây mà mình sẽ để cho nó thành cái tiêu đề là chính H2, tiêu đề nó chỉ H2 trong cái mặc định của Google là như vậy. Thế các bạn thấy là vì tiêu đề là H1 đây rồi, mình sẽ có thể cho cái câu này lên đây nữa. Tiêu đề nó tuyệt vời. Đấy thì đây là chính là cái bài mà đặt tiêu đề và đặt từ khóa trong tiêu đề và viết mô tả cho phần bài viết của các bạn. Đây là hai phần rất là quan trọng vì nó sẽ xuất hiện ở trong cái search tìm kiếm này. Cho nên là các bạn phải làm một cái bài viết nó chuẩn tối ưu ở cái này, là hai cái quan trọng đầu tiên. Thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nhớ cho mình đó. Tiêu đề là thứ xuất hiện ở hai nơi, đúng không? Tại thanh tiêu đề của các bạn và trên kết quả tìm kiếm. Các bạn chỉ có tối ưu được kết quả tìm kiếm khi các bạn tối ưu nó trên thanh tiêu đề. Và yếu tố này nó cực kỳ quan trọng, nó sẽ là Google sẽ đánh giá rất cao. Do vậy là cái tiêu đề các bạn phải chứa cái từ khóa ở trong đó, và trong mỗi trang web thì phải chứa các tiêu đề khác nhau. Giống nhau thì nó không biết là các bạn SEO cái gì, SEO cho bài nào là quan trọng hơn, thì nó không đạt được cái điểm SEO chất lượng nhất. Thì cái từ khóa này các bạn phải cố gắng nghiên cứu, đúng không? Cố gắng nghiên cứu rồi để cho cái từ khóa nó được giàu có nhất trong từ khóa, và tiêu đề không ngắn quá, không dài quá, khoảng tầm 65-70 ký tự là đẹp. Đấy, cố gắng suy nghĩ để nó rơi vào cái tầm này. 5W1H áp dụng vào nhé, các bạn áp dụng vào để đặt ra những cái tiêu đề nó khác nhau, áp dụng cái công thức này để đặt cái tiêu đề nó khác nhau, và các bạn sẽ làm cho mình vì cái description nó chính là cái mô tả, phải chứa từ khóa chính này dài khoảng tầm 160 ký tự đến 200 ký tự là cùng thôi. Nó như lúc nãy là viết hơi dài quá nha. Tránh copy sao chép và viết có tâm hướng đến người dùng nhé. Các bạn viết có tâm và viết hướng đến người dùng. Mỗi trang web phải có những mô tả khác nhau để cho cái trang web nó được màu sắc, nó cung cấp cái giá trị trực tiếp mà người ta không cần phải đọc cả bài viết, người ta chỉ đọc cái phần mô tả người ta đã có thể ngầm hiểu được ý của tác giả rồi. Đấy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.